Những mẹ thiên nhân bố của này. Mày trêu của ông à? Trêu của ông à? Vậy mà phát là tớ không thấy đâu cả. Đi qua phát là tớ bước sang cái dòng mương để tớ ấy lở đấy. Ê, nước té. Cú bởi nước té lạnh hết cả người tao. Té lạnh hết cả người tao. Xong nó đứng ngay mẹ bảo bên kia kìa. Nó cười khành khạch chứ. Mua cao mày đen trị xương khớp. Hãy liên hệ kênh Huy Anh TV. Số điện thoại Zalo 0972267710 mọi người nhá. Xin mời tất cả các bạn. Anh Trung đang làm gì đấy? Làm cá à? Đi thôi, nãy không ăn cá đâu, em vừa đi chợ kiếm được ít cỏ đây bác Thông à? Ê, giỏi ôi. Cỏ à? Sao mà làm đùm quá vậy? Cỏ đánh thì không được, nhưng mua ở chợ ăn thì được. Nó làm sẵn đó. Làm sẵn đây rồi. Nó làm sẵn đó. Vậy thuê nó làm hay làm sao vậy? Họ làm sẵn họ bán đi. À, bây giờ... bán ngàn luôn. À, có cả con diệt to như của bác. Ê, giỏi ôi, sao nó mắc được nhiều quá vậy? Bạc nhiều lắm. Thôi mưa gió thiết kế vậy được cháu ạ. Vâng. Bây giờ cho vào luộc gừng cháu ạ. Nhưng mà ăn con diệt thì sợ vi phạm pháp luật nên cháu không mua. Không mua về, tôi nuôi mấy hôm tôi thả mẹ nó ra. Thịt rồi. Thịt rồi vậy thì chịu rồi. Bác có thả ra thì thả. Vậy sao cái bọn kiểm lâm thì không lấy nó bắt nhỉ? Chả biết, chưa bắt. Ê, bán cả chợ mày á. Bán cả chợ. Mấy người bán ấy. Ê, đánh ở đâu ở đây làm sẵn rồi. Ê, toàn quà bợ với quà ấy. Quà bợ, quà lửa với lại có cả quà trắng. Quà bợ với quà bợ có con quà trắng thì quà bợ với quà lửa với đa phần quà lửa. Cả con cuốc nữa. Cả một con cuốc. Ừ, thôi đưa đây cho bác ra bác luộc cho. Bây giờ làm chưa? Làm món gì? Luộc gừng. Cái tờ nối là cấy. Thôi luộc gừng thôi, không giả cày hôm khác. Thế nhá. Ừ, hôm nay luộc gừng thôi. Ôi mưa, mưa rồi. Ôi chỉ bê vào đây, bê đặt vào giữa giường. Bê vào đây, đặt giữa giường. Đấy. Cái bình này ấy là cái bình lấy hồn của bác Thông đi đây này, mới đưa hồn bác Thông vào đây này. Thế hôm nay mưa này có ăn được ngoài kia không nhỉ? Không biết nữa. Bây giờ luộc đi. Bây giờ ấy đã lập gừng ra đã, đập gừng, đập xả ra đã. Kiếp quả dao dã man nhỉ? Như dao của tàu đi. Để đi cho lấy cái máy mài cho đánh bóng luôn. Ừ, dao của tàu, dao của Trung Quốc. Ngon lắm. Đánh bóng đi cho bác là đẹp ngay. Ừ. Nhưng mà sợ nó dỉ. Nó tôi được nhỉ? Nó dỉ, cái dao này dao dỉ. Bác để ngoài mưa nó dỉ. Bác cất trong nhà nó không dỉ đâu. Không dỉ. Ê từ từ đại ca, đây là lá gừng đây. Cho nó ôm lá gừng đi ba. Được, đây. Hai cho nó ôm lá gừng. Không, đây, cứ lấy đi. Làm như nào đây? Đây, cháu bỏ vào đây. Đâu bỏ. Con này không mổ à? Ôi họ thiếu rồi. Quên à? Chắc quên. À nó mổ đằng lưng. Nó mổ đằng lưng. Con này nó công nhận là phải nói các bạn nó mổ khéo nhỉ. Đấy, xong cho lá gừng vào. Giả lá gừng nó chốc đi. Nhưng mà mình mua về ăn như này có phản cảm quá không? Tại cò họ cũng gọi là bảo tồn đấy. Ừ. Họ đánh vào thịt nó bán sẵn đầy ở chợ Dịa đi. Mua về thì cần bảo tồn cái gì đấy. Nó bảo mua con sống về tôi nuôi cho thả ra. Nhưng họ thịt mất rồi cần đâu. Con này nó to gấp 3 lần nhỏ. Phải chắc quả trắng nhỉ? Quả trắng. Thịt đen xì. Giống quả trắng đợt trước thịt ở nhà bác Thông nhỉ? Ngon lắm các bạn ạ. Từ lớp 1. Rồi. Đây là cho mì chính, cho hạt tiêu, cho muối vào là lá gừng, lá xả thì các thứ này. Nó vào thì ngon lắm, không có tanh đâu. Con dao đa si của chú lại mất rồi. Mất rồi, không tìm thấy nó nữa. Càng ngày càng hao hụt đi vậy. Cứ hao hụt phải nó hao từ kiểu Mỹ, chả biết. Mỹ nó rồi ra đi. Luộc thôi bác ơi. Luộc thôi. Hôm nay cháu điện bác Thư xuống, bao nhiêu ngày bác bận, không biết nay bác có xuống được không? Bác ấy là bạn cháu ấy. Vâng. Bác ấy đồng cháu lắm. Giờ cháu điện bác ấy, xem may bác xuống được. Khán giả hỏi bác quá, mà không biết trả lời sao, bảo bác Thư này bận lắm. Bác ấy có cháu nhỏ, 5 đứa cháu mà. Đúng rồi. Nên là các bạn thông cảm. Vì... Thơm lắm rồi bác Thông ơi. Ê ôi. Nóng quá nhỉ? Ý, khéo bảo. Nóng quá nhưng mà thơm lắm bác ạ. Khói nghi ngút thế này. Khói vậy chứ. Khói to quá như cái ống khói Ninh Bình như vậy. Bác làm mắm chấm nhỉ? Ui ngon nhỉ. Ôi. Nhìn có luộc gừng đây mọi người ơi. Các bạn ơi, giời ơi thôi. Ý mùi thơm. Để cả gừng vậy mà ăn cho nó ngon. Cháu tưởng tanh nhưng mà thấy thơm lắm bác. Tanh làm sao, nó luộc gừng nấu cao còn xương người đang luộc gừng không được gì. Bê cái xả này thôi ạ. Đây là con lửa này, con lửa bé lắm.
Ý, quầy tỏ thế. Cổ trắng này. Ý, ôi, sướng đời. Nay mà xe thì trời. Thôi ăn nó co cóp nhiều bằng nhỉ. Hơn thịt gà, ăn hơn thịt gà. Ý, rồi đấy. Ngon nhỉ. Ngon chứ. Tuyệt cú mèo luôn. Mấy cái cục này. Ngài giòn lắm. Đáng lẽ cho vào nấu cháo chứ bác. Cái cục này này. Như ăn như kiểu cháo vịt ấy. Ừ, như kiểu cháo vịt. Điện nói thứ mà nãy bác bảo 30 phút nữa ta xuống, giờ điện lại bác bảo thôi không xuống đâu. Bác ấy, tôi bảo cháu bác ấy, 5 đứa cháu cơ mà, bác ấy bận lắm. Bận lắm, không xuống được. Không dỗ như bác wow. Cháu mình đâu. Vừa hay cạn nước. Vừa hay cạn nước bác ạ. Thôi để tạm này đây nhá. Thôi để tạm này. Rồi bây giờ mình chia luôn. Đấy bác làm mắm. Mọi người ơi, quá tuyệt vời. Ôi tuyệt vời, tổ quốc ta ơi. Cháu bê trước nhá. Ờ, bê ra đi. Ôi tuyệt vời. Xin mời mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người về ẩm thực với bác cháu tôi nhá. Nó cũng thơm như chuột luộc ngày hôm qua. Ôi tuyệt vời luôn, luộc gừng thì thôi con đi mà nói nữa. Cháu tưởng có luộc này nó tanh nhưng mà không. Không, không tanh thế nào. Luộc gừng nó không có tanh. Ba củ gừng, mọi người ạ. Ba củ gừng đập vào hạt tiêu. Ôi thấy xé bác. Ừ, xé thôi. Xé hay cắt năm quần đi. Cắt xé ăn được. Năm quần nhá. Thì bỏ đũa đây nhá. Cháu rót rượu nhá. Thơm nhá. Thái cả lá chanh tiếp vào. Đấy, cẩn thận có giả mình đập đi. Đập bỡ bình rượu đấy 2 triệu đấy. Giả mình là hỏng đấy. 2 triệu không mua được đâu. Đừng nói không mua được. Không được mua đấy, nhà chú nhỉ. Cái này rắc ít lá chanh này lên xong rồi. Quá tuyệt vời, như kiểu thịt gà luộc. Nó dính vào đây cũng được nhỉ. Ngon lắm. Yeah, giời, cái là bậc nhất trong thiên hạ, mùi thơm bát ngát. Ôi. Tự nhiên không có thịt gà nên tự nhiên ngửi thấy mùi thịt gà. Ngửi thấy mùi thịt gà luôn à. Ừ, đây cái lá chanh này đây ai muốn ăn thơm là sẽ ăn luôn. Khắp nơi ca hát. Ai, xin mời mọi người. Đâu đây. Đợi lại nhá. Để xa xa tí không thì cua tay phát. Cua tay mà phát là 2 triệu đấy. Cái này là xé đúng không? Xé ăn thôi. Xé ăn thôi. Để cho rất tiểu nhá. Vậy thôi. Ui, phải cắt ra. Dạ, để cả tảng to lắm. Cho cắt cho chú nhá. Ừ, lấy dao mà cắt ra. Đừng có cho chú đủ chú không ăn được đâu, nó nghiêng gần. Khổ phần rồi. Cắt ra. Cắt ra. Ngon lắm. Rút cho bác hai gần bác nhai dần được lâu. Có nhai đến tối. Uống 8 chén rượu chưa ăn hết. Anh Trung này có tí khóc rồi. Sáng giờ sang thì đang khóc. Thất tình mà. Thất tình. Người thất tình thì biết ngay. Đấy chứ rồi. Chú chỉ chút sáng giờ. Cái cô Kim Sơn thấy bảo cái cô nào Kim Sơn ấy nhưng mà chưa thấy đưa về đây bác cũng chưa biết được. Ừ. Không nhưng mà cháu chưa nghe thấy có cô Kim Sơn. Gái Kim Sơn là gọi là gái đẹp tuyệt vời. Giàu tình cảm đảm đang mọi công việc mà lấy được lão tướng Hoàng Trung này thì thôi ôi tuyệt vời, nó là con ngựa bất kham. Mà rồi. con ngựa này mà ai chỉ huy được nó thì nó ra ngoài trận chiến nó không biết sợ cái gì. Ôi trời đất, về chưa Trần Thông xin mời tất cả các bạn và mọi người nhá. Về ẩm thực với bác cháu tôi, đây là một đĩa quả luộc gừng. Quả luộc gừng ấy. Xin mời tất cả các bạn khắp nơi trên đất nước Việt Nam và trên thế giới nhá, về ẩm thực với bác cháu tôi để ăn mừng chuẩn bị lại cơn bão tới tiếp. Tiếp. Sông Mão là của bán chợ nó còn nhiều nữa. Lại bắt đầu những cơn mưa tầm tã nhả xuống miền Bắc này thì đau khổ lắm. Không, nhưng mà đến mùa cò đợt này mua rẻ hơn hôm nọ mùa. À vậy à? Hôm nọ mua được 2 con đấy mà nó đắt, hôm nay nó rẻ. Đấy hơn. Các bạn bảo là mình không đi đánh cò thì ra chợ mua thì nó lại cũng là cò. Mời các bạn đi thêm. Rồi ôi. Xin mời các bạn đi. Xin mời tất cả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người nhá. Mọi người mua cam màu đen điều trị bệnh đau nhức xương khớp, bệnh gút, bệnh hen suyễn, tất cả các bệnh lý về xương khớp ấy thì liên hệ số Zalo của bác cháu mình là 0972 267710 mọi người nhá. Hai chữ yên tâm nhá. Liên hệ Zalo hoặc gọi trực tiếp số này cũng được mọi người nhá. Nhưng mọi người lưu ý là chỉ nhận trong giờ làm việc thôi, còn ngoài giờ làm việc nghỉ ngơi thì mình sẽ không nghe điện thoại đâu. Xin mời tất cả mọi người. Xin mời tất cả mọi người. Rượu càng ngày nó càng ngọt. Rượu càng ngày càng ngon. Ăn càng với cái này Bắc luôn. Ăn với cái này thì đúng là quốc hồn quốc tí đấy. Mời các bạn. Mời các bạn. Không nhưng mà thôi cháu thử con cò lửa đi. Cho nó nhỏ nhỏ nó dễ xử lý. Hoàn đang ăn được đi. Em bỏ cái bát ấy về đây. Nước mắm, được, để mắm cháu đây. Bỏ bát nước mắm vào đây. Nước mắm đại dương. Không lại thành ôm một mình bát nước mắm trên giá. Không để ý nước mắm luôn đấy. Hoàng các bạn ơi. Mọi người ơi, thịt cò xé đây. Có tuyệt vời. Không biết ăn có tuyệt vời không? Quá ngon. Ngon không bác? Ngon lắm. Để cháu ăn cái đùi trước nha. Ăn vào phát là các cái loại cơ quan đầu não nó dạo rực. Nhem nhem camen một cái nhỉ. Bác cắn nó miếng là bác phải lên dây quát tinh thần quát đất bành máu luôn. Ngon quá. Thơm dã man. Ăn thịt nó không dai nhỉ? Không dai. Ngon như hấp muối. Mình hấp lâu rồi, mình đun lâu lắm ấy. Ngon lắm.
Hôm nào cháu mua một con diệc về ăn cho đã. Nhưng mà mua diệc về thịt có khi để bị phạt chết tiệt. Không, họ bán thì kệ họ thôi, đừng mua, mình đừng ăn, để cho họ về họ ăn, họ không ăn thì thả ra. Thế mà nó còn lông mua về đây cho bác, để bác nuôi nó mấy hôm bác thả mẹ nó ra. Thật không? Thật đó. Thì cháu thả hết tim cỏ của bác à? Không, đây tôi đang mới đánh được để nuôi để cho nó ăn đã. Chú trẻ nuôi chơi nó lúc thôi gì? Xong nó biết về, ừ. Bác chơi khoảng 5-2 năm không, bác chán bác thả. Bác cho nó ăn nó quen xong bắt đầu nó ra nó lại về nhà bác như kiểu nhà nó ấy. Kiểu vậy. Không, nhưng mà sau cháu chưa biết mà bác đã biết anh Trung có em ở Kim Sơn. Ôi giời ơi, nghe tiếng nói là tôi biết ngay. Thơm toàn mùi tình yêu cả. Cháu đây đang không biết thì chú còn biết. Không nói cháu nói như cháu đi tắm biển chứ? Cháu đi tắm biển Bình Sơn như Bình Sơn Thanh Hóa. Ừ, Bình Sơn Thanh Hóa. Chú đi cái gì nữa? Chú được tắm đấy rồi. Thế lại còn có một em ở trong Thanh Hóa nữa. Không, bảo thằng Trung ấy. Có ở Kim Sơn ấy. Thế cháu tưởng anh Trung có một em ở Thanh Hóa. Không, ai lại vậy, bắt cá hai tay không được. Cháu bác Thông lại như vậy thì cứ mà hỏng tiệt. Không được. Yêu người nào là phải yêu hết cỡ, yêu đến tận cùng của Tổ quốc. Thế anh Trung nhiều em thế lắm. Thế mới được. Anh Trung nhiều em lắm. Thế còn bắt cá hai ba tay thì không tốt. Cái đấy không phải cháu bác Thông đâu. Nhưng mà lỡ yêu nhiều em thì tính sao bác? Thôi thì bây giờ nó ở đường, ai biết được liếc em đùm đùm ném quả tình vào mặt là ngày mai là yêu luôn. Không có việc gì cả, không phải đi tán đâu. Như bác ngày xưa ấy, chỉ hai phát liếc là nàng bỗng theo anh ngay. Nhiều cô lê lết dưới quát chân anh mà chết. Không cần phải tán. Tuyệt quá nhỉ? Sướng lắm. Này ngon này, gọi bác thử xuống bác lại không xuống. Kệ bác cái con người. Bác uống hộ bác Thứ đi. Bác cái con người ẩn giật mà. Thì thôi thì bác cũng uống hộ cho bác Thứ vài chén. Đấy thôi. Còn thấy buồn buồn nữa thì bác uống thêm 5 chén. Ăn thêm cho bác Thứ 2-3 cái đùi. Đấy. Nhiều bạn khán giả cứ hỏi thăm bác Thứ ấy. Nhưng mà thực sự mình cũng muốn rủ bác Thứ tham gia lắm. Vì có thêm bác khá là vui ấy. Nhưng mà thực sự là công việc của mỗi người mà. Lúc nào bác rảnh thì bác mới tham gia được. Thường là mấy bác cháu mình quay như này toàn giờ đi làm ấy, nên là hiếm khi bác tham gia được lắm. Đợt trước thì bác rảnh, nhưng bây giờ vào mùa vào vụ rồi con cháu cũng đông ấy, nên là không thể làm được. Bác ví dụ mà ăn đêm ấy thì có thể là bác Thứ bác tham gia được, nhưng mà già nó lại không đi được. Cách đây cây số mà khổ vậy. Thế bước là rất đi, là khổ vậy, bước chân đi như lòng lại ngập ngừng. Mình toàn quay vào giờ hành chính, bác cũng đi làm mất rồi đấy. Với bác là báo cáo với các bạn là 5 đứa cháu, đứa cuốn đằng sau, đứa bám đằng trước, đứa túm đằng ngang, trái với lối nào một lần. Nên là bận lắm. Đợt này cháu đã gặp bác Thứ đi trồng ngô. Ừ. Có nhưng... loại trồng ngô đằng kia à? Trồng nhiều ngô lắm. Ừ. Mà chăn nuôi nhiều hiệu. Nhưng mà trận mưa vừa rồi xóa sổ rồi. Lên không, lên không ăn thua. Cỏ lên trước ngô. Cái xưa cỏ này có xem được không? Không xem được. Chỉ có ếch thôi. Có ấy, xem được nhưng mà xem không gì? Nhưng mà ấy với cháu chuộc. Cháu nghĩ là nên ăn nhanh đi, vì ăn nóng nó ngon hơn là để nó nguội. Không ngon đấy. Chấm nước mắm ớt và ăn tuyệt vời. Mắm ớt bất thùng này. Cái này ngon. Cái này nóng được à, nó mình luộc gừng nó không bị tanh nữa đúng không? Ừ. Không tanh được. Gừng bao nhiêu xương như nào cho nó cao. Nhưng mà cảm giác ăn nóng mới ngon hơn. Toàn một luộc với gừng. Nóng cái gì cũng ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon, chấm mắm ngon. Cháu làm cái cánh mà gặm nãy giờ chưa hết chú ạ. Ừ. Nhai cả xương luôn. Đừng có bỏ xương anh ơi. Đây nhử. Xin mời mọi người nhá. Đây, anh đưa xương chú nhai này. Thôi, em nhai cái này. Xương con của nó bé. Con nó bé đấy, nhai được. Con của mình nó to, nó khô lắm, không ăn đâu. Ai bảo anh tham ăn con to. Đâu anh cánh ấy. Cánh cho nó bay cao bay xa. Bay tới Kim Sơn gặp người yêu. Năm nay cô gái 30 tuổi. Anh thất tình. Dạ. Năm nay cô gái 30 tuổi. Thì chắc thất tình cô khác đi. Cô nào chứ hỏi cô nào? Cô ở Kim Sơn. Kim Sơn á? Ừ, còn bác không hỏi cô ở Hưng Yên đâu. Bắt cả hai tay bác đánh chết tiệt đấy. Hôm qua bác bảo anh Trung cái gì nhỉ? Cái chữ tâm của mày vứt đi rồi à? Đúng rồi đấy. Thế mà mày mà lấy mà bắt cả hai tay là mất chữ tâm đấy. Đời người phải học rất nhiều chữ. Chữ đó. Tâm. Chữ nhẫn. Cháu có thèm nói đâu mà. Lâu lắm xa rồi mình chẳng gặp nhau. Nó dai quá. Không thể cắn được. Này bác bảo xé đi, không xé được đâu. Ngon lắm các bạn ơi.
con cò mà đi ăn đêm đâu phải cánh mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông rước tôi vào, tôi có đông nào ông hãy sao măng. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục đau lòng cò con. Có ơi ta bảo thật có cánh kia có mỏi cho nhờ đậu vai. Thôn tôi hợp tác lâu rồi, lúa tôi chen đứng chen ngồi bên nhau. Ừ đi bạc hay quá, mời chú. Rồi xin mời các cháu. Cháu xin mời bạc. Ngon. Cháu sáng nay thì ngủ dậy sụt xịt để học suốt từ sáng đến giờ đi. Cháu nhớ người yêu quá. Nhớ người yêu quá. Bác ăn con này đi. Những kẻ thất tình hay. Cám em thấy có tanh không? Không tanh. Không tanh. Làm thơm. Gì có tanh. Đây này. Mà ngọt nhở. Bác ăn ngọt. Ăn thịt rất ngọt và ngon. Cháu cứ thử ăn thử. Con cò có đóc à? Gọi là có đóc à? Có đấy là có đóc đây. Có lửa đây. Có đóc có lửa. Có lửa có đóc. Có lửa. Đây con này Huy đang ăn dở. Vâng. Ngon ăn con nào mấy con mà. Đây, đây con mới đây nhỉ? Rất nhiều con đâu? Rất nhiều con. Đấy con mới đây nhỉ? Sáng em định mua một con diệc. À không, con vạc. Con vạc ạ. À. Vạc nó bán trăm. Đắt lắm. Bị sẵn rồi. Nhưng mà lại sợ. Đây. Mới con này trắng. Chú Thông ăn thử con này. Không, đây rồi chú ăn một con này nọ. Không, mỗi con có vị khác nhau chứ. Chú ăn con đấy rồi, ăn con này thử xem. Còn đang ăn con này chưa hết. Chú ăn cái ức cái gì? Ăn mạnh cái đang chưa hết rồi. Chú ăn cái ức cái gì? Ừ, cứ để chú nhón. Đây, chú em ăn thử miếng cò trắng xem có ngọt không? Ừ, ngon lắm. Cả mỗi con cò đóc còn được mỗi cái ngực này. Có vậy yeah. Thôi. Chú ăn cái ức này nhiều thịt nhé. Cháu ăn cổ này nha bác nhá. Ăn cái cổ này ăn được không? Ui ôi tuyệt vời, cổ cò kìa. Thế á? Ừ. Cổ cò là nó vươn cao. Cái rau thơm ở đây. Vươn cao nói rộng. Xin mời mọi người nha. Cứ chén, giòn tan. Đúng cái đùi này chỉ có ấy thôi nha. Cái đùi này nó chỉ có gân để nhiệt. Đấy, giòn thật đấy. Ngon lắm. Ngọt nhỉ. Không biết là có ai nấu cháo cò bao giờ chưa nhỉ? Nó ăn cháo vịt gì? Thế ừ. Cái gì mà cho gạo mà không phải là tanh? Lươn mà cho gạo mà nó có tanh mà. Thế vậy á? Cá có gạo không phải là tanh. Chưa bao giờ nghe thấy là cò nấu cháo đâu. Không. Cứ có gạo mà không bao giờ là tanh. Gạo với đậu xanh cho vào. Không có tanh như nào đâu. Xong cho lá tía tô vào thì thôi rồi. Hết cảm luôn. Đang ốm phát hết cảm luôn. Hôm nay mắm ướt ngon thật. Vậy hôm nay bác làm là anh Trung Anh ấy khỏi ốm luôn. Đây. Làm hết ốm gần rồi. Làm cho ăn ăn tí nữa là hết ốm ấy. Cháu... Ăn cả cái lá hương nhu này vào nó tía tô này vào nó mới hết ốm ấy. Cháu cái kiểu chú thôi. Ừ. Nó chỉ khoảng buổi sáng hoặc là ngủ dậy rồi là có vài thôi đấy. Nhiều lắm đến hai nhiều nhiều lắm đến 2 giờ chiều tự khỏi. Cháu cái này không phải là ốm, cái này kiểu dạng dị ứng của mũi. Cái gì nó bay vào mũi là bị. Còn mình nhớ người yêu quá, đêm qua thấp thỏm trời mưa không ngủ được. Nó ốm ra hay gì. Chắc không khí lạnh về. Không khí lạnh về chiều nay bác cháu mình đánh rắn sao? Thôi hoãn cái hoãn rắn lại đã. Thôi. Bắt mấy con chuột nữa để làm một bữa. Hai bữa chuột nữa. Lại ăn chuột nữa. Lại làm một bữa giả cầy nấu sung. Thế. Úi giời ơi, này ăn nhà bác Thông làm sung luôn, sung nếp đấy cháu ơi, ăn giòn tan. Nhưng mà theo cháu là khả năng phải đánh bẫy kẹp của chú để lấy chuột to. Ừ, nhưng mà phải thăm liên tục. Ừ, không thăm liên tục về lại phải làm đêm à? Hay chiều đánh luôn, đánh làm nhà luôn ý là anh Huỳnh. Ý là làm luôn ấy, làm luôn trong ngày. Đánh luôn là nhà anh Huỳnh. Hôm nay nó mưa cứ nghỉ đã. Nó mưa nó không đi đâu, nó cũng nằm trong rừng mà nó không ra đâu. Nếu chiều không mưa thì mình đi đánh suốt nó bị ăn chứ. Không, nó nằm trong rừng mà không ra đâu. Mình đi đánh suốt thì mình biết rồi, hôm nào mà nó tạnh nó khô ráo phát là nó đi. Còn nó không có nó nằm trong rừng. Là mình đánh bấy mãi mình biết mà. Ngon. Đấy chỗ đấy có chuột thịt. Chuột 7-8 lại mà con. Đấy. Cân 2, cân 1, cân 2 đi bắt rắn, soi rắn cho thấy. Nhưng mà nếu mà mình đánh cái bẫy lồng của mình thì nó vào chưa được nửa con đã đầy mẹ lồng. Đúng rồi. Lùi bố nó tạ. Nó chỉ được con đấy khoảng mấy lạng thôi. Hai con ăn chán. Hai con như đợt mình nướng ấy nhỉ. Nè. Nướng lúc ấy nướng như vậy. Ngon. Quay cũng ngon. Nhưng đấy theo cháu nghĩ là tầm nếu mà đặt thì tầm 7 giờ sang phát 9 hấp giờ sáng. Hấp xả ngon. Vậy cũng nguyên sở đi à? Vậy để ăn tươi chú. Nhưng mà không biết liệu có hàng những đêm để qua đêm đến sáng 9 giờ. Cử đi chuyến lúc 12 giờ đêm nữa. Ừ, cầm mắt.
Lúc đấy là thu bẫy về luôn. Thu bẫy luôn. À không, đặt đề đấy xong rồi chú lấy cái chuột về mà cho con gì ăn. Cũng được. Bìm bìm. Cho bìm bìm nan. Ăn đi các bạn ơi. Chén đi thôi, mời đi. Ăn hết đi, nhiều có lắm. Có đắp vậy cũng ngọt hết. Ăn khỏe. Ngon như ngọt như cò nào chẳng ngon. Đó là đồ hoang dã mà chứ nó sống lâu năm đấy. Chả biết con này sống bao nhiêu năm. Không, ngon lắm. Ăn chết người á. Vua chúa ngày xưa chỉ cần mong đến ngày chủ nhật để đi săn bắn thôi, được con chim con gì. Có nghĩa là đúng như người hái hoa bắt lượn vậy. Cháu tưởng vua chúa thì đi thích đi ngày nào thì đi ngày đó. Không, có giờ hành chính. Có giờ hành chính nó hết đi. Chỉ chờ đến ngày chủ nhật hồng bắt đầu mới đi. Là cả đoàn đi săn bắn. Bắn ông cung tên đi. Cưỡi ngựa đi săn bắn chơi vậy. Ngày xưa vua thường săn những cái loại gì vậy? Hiêu nai, lợn rừng, cầy cáo, vớ con gì bắn con đấy. Ngày xưa họ có săn lợn mường không nhỉ? Về ăn cò gì, lợn mường, lợn rừng gì. Con lợn rừng ấy, con lợn lòi ấy. Còn mình giờ làm gì có lợn lòi chứ gì. Mà có lợn lòi bắt cũng không được. Vì bảo tồn động vật hoang dã không nên bắt nó. Nhiều nơi họ khuyến khích săn lợn rừng. Ngô cái kiểu, cây. Chứ bác mà bên Nhật thì khoái. Đi săn lợn rừng còn được thưởng ấy. Ừ. Vậy đó. Ừ. Sang đấy mà bắt nhỉ. Hai chú cháu mình làm chuyến sang đấy. Làm chuyến sang Nhật không? Không có tiền. Kể có ai đầu tư rồi nhỉ? Kể có ai đầu tư rồi nhỉ? Sang đấy chuyên bẫy lợn rừng. Đi mà chuyến máy bay sang đấy chỉ đi đánh bẫy. Vâng. Đánh vào rừng đánh bẫy. Sống trong rừng những người rừng. Vấn đề sang đấy còn phải xin visa các kiểu này cho camen thế này. Kiếm một cái thang. Xin visa các kiểu. Kiếm một cái hang nào cho ở mẹ đấy. Vâng. Đây chú ăn. Không chú ăn nó đây còn bắt đầy. Bác Thông mà sang đấy thì bác Thông bắt cá thì phê luôn. Cá sông à. Trước cho bên đấy à. Đi câu được con cá mè. Ức cất không ăn nhiều lắm đấy. Cá mè. Trước cho sang bên đấy nhá, câu con cá mè to đúng mà đủ. Ăn thịt nó dai như thịt trâu cũng không vứt đi. Nó hơn chục cân. Tại vì ăn nó không ngon. Cá mè thì hơn vậy nhỉ. Cá mè không ngon lắm mà. Để uống đi các cháu. Con đấy sống chục năm rồi. Quốc hồn quốc túy đấy cháu ơi. Ừ. Ăn cái này vào nó bổ béo vô cùng đấy. Tối hôm nay cuộc đời lại dạo dực đấy. Giờ dạo dực luôn. Nó dạo dực đấy. Đói nó nguội rồi. Rượu cao mèo này là đúng là không phải chê rồi. Uống vào một phát là tinh hoa của nó bắt đầu là nó vào cơ thể mình bắt đầu chảy từng lẫn máu hết đi khắp cơ thể. Phát là người nó dạo dực lên. Yê giỏi lên xương. Bắt đầu là tất cả. Chỉ này. Nhớ về tình yêu. Ngọt đâu? Ngọt. Chưa ngọt. Ngọt quá bác ạ. Ngon này bác ăn thấy ngon này. Ngay cái xương nó giòn. Mà nhấm cái này nó ra phết nhỉ. Nhiều dưới đây. Ôm 5 con cò chứ mà 6 con. 6 con. 6 con với con sâm chun nữa là 7 con. Ơ, có cả sâm chun à? Ừ. Bác ăn rồi. 700 con. Không không, có đấy con cò rồi. Cò sâm chun. Không biết đâu. Ăn con lửa. Không phải cái sâm run con cuốc nhầm. À con cà bợ chứ sâm run đâu con cuốc. Con cuốc. Ê con cà bợ. Con bợ ăn rồi. Con bợ ăn rồi. Con bợ cắt cho ăn rồi. Ăn đi cháu. Cắt cho camen một cái đùi cho sâm run. Để nó ăn nó tỉnh dưỡng. Con này phần cả con chứ. Vẫn đang phần cả con đấy. Cắt ra rồi ăn. Ăn đi cháu. Ăn vào cho nó sung sướng cuộc đời. Cháu vừa ăn rồi. Nói. Cháu cho uống tí nữa. Cho cháu nửa chén thôi. Ừ, chứ đời nó phấn khương hương phấn. Dạ vâng. Ừ. Cô Kim Phấn. Cái đồng này đi thăm bệnh chuột chưa thay quần à? Nông dân nông dân cấp 4 thì nông dân cấp 4 thì vậy thôi. Với thăm lờ chứ. Với thăm lờ về. Thăm lờ. Ừ. Mất mẹ rào. Mất rào à? Ô ô ô. Chả thấy đâu nữa. Oh. Bao đeo trên xe mà chả thấy lên quay lên chả thấy rào đâu mày, cả. Nọ này là mất 2 cái rồi. Mất 2 cái rồi. Ui giời. Xe nó cứ để trên đường vậy thôi. Xe cứ để trên đường vậy thôi. Xe nó không mất, dao lại mất. Dao nó cứ mất dao. Ờ cái chị hơn là chả mất. Còn xe nó không lấy. Lấy xe của bác có mà tôi đập chết tiệt. Mà xe của gan này bác ơi. Ừ có mà đạp 84 phát nó mới nổ cơ mà xe của chú chết tiệt. Xe của chú chắc là chỉ rong thôi. Rong đi. Mà cứ đạp 84 phát nó mới nổ. Hôm nào dính un một phát. Luôn cái xe của bác Thông. Con nó chém chết tiệt. Hoặc là bọn bà Lược thôi. Bà Lược không dám mua xe của bác đâu, của chú đâu. Mua một cái là con đồng nạt. Mua một cái sang tôi biết luôn. Tôi đọc lệnh phát là giả lại thì mất cả chì lẫn chải. Mất cả chì cả chải. Không phải là bình thường đâu, không phải lấy cái xe của bác mà dễ đâu. Không ăn cái gan chứ, bữa ăn cái gan ngậy thật đấy. Ngon lắm. Như gan gốc cũng nhỉ. Ừ, ăn sướng lắm. Ngon mà. Cháu vừa ăn thử. Bác bảo cái gì ngon là ngon. Ăn thử ức không nhận mềm thật. Ừ đây, vậy nên bác phải ăn cái này. Cái gì không ngon à? Con đùi thì không ăn. Đây hai chú ăn thử. Không.
Thôi thôi, nhiều lắm đây. Còn đây còn đầy đầy. Bác bảo cái gì không ngon để cháu tránh nè. Nhắm hết đi. Không, cái gì cũng ngon. Nói chung là mình nấu lên như vậy thì cái gì cũng ngon. Với mỗi người răng tốt thì lại thích ăn xương xương. Ừ. Còn răng không tốt thì như bác thì ăn cái nặng nặng. Còn cái xương cháu ăn thì nhưng mà công nhận luộc này nó có đùi của bác thì bác không ăn vì đùi nó nóng gân nó không nhai được. Em phần các cháu thôi. Bác có thích ăn chim sẻ không? Ủa, nhưng mà có đâu mà ăn. Đi bẫy. Có đánh được đánh đâu, hôm nọ đánh ra hết mẹ nên mới rốt ra hết cái đầu nó mới ăn. Đi bẫy. Ừ, chiều nay đi bẫy đi. Nhưng mà không, bẫy cái chim sẻ thì bẫy buổi trưa chiều. Tí nữa nó mà nó mưa thì lấy đâu mà nó có ai mày. Nó đi nó trúng ngủ thì hết. Cháu đi đánh thử cho bác mấy con. Ừ. Bác ăn thử, ăn ít đi nha. Bảo tồn thiên nhiên, ăn nhiều không còn đâu. Không, ít tiếng về vài chục con. Giời ơi. Vài chục con lấy ít đi cái gì nữa, cái chim sẻ vài chục con lấy ít đi. Cháu đi đến chỗ nào cũng họ bảo chi. Ui, bọn nó mới đánh nên thì. Thằng nào nó đến đây đánh như vậy? Chá biết, kể hai ba thằng ra. Bắt bỏ mẹ ăn đi chi. Báo công bản. An, báo công an nó bắt bỏ mẹ đi. À, báo kiểm lâm, bắt bỏ mẹ đi. Chim sẻ trong không thuộc địa phận quản lý của kiểm lâm. À vậy à, là chim hoang dã, gọi là cái đồ lung tung. Nó không tính tiền đúng không? Không tính tiền. Như kiểu mình bắt con dế mẹ đi nhỉ? Đúng rồi. Nó kiểu vậy. À, bắt dế không nào, dẫn bác đi, giờ dế nó lên to lắm. Ừ, nó lên mưa to xong à? Nó lên luôn, tối nó lên nó gáy à. Ừ. Điên tài luôn. Luôn. Vậy cả, ừ. Thì cái da siêu phát là bắt luôn. Da phát lấy cái da nhọn, sấn phát là rồng phát là. À, nó ra cửa nó kêu quả. Ra cửa nó kêu. Thì mới dậy nhỉ. Cháu hôm nọ ở trong nhà cháu cũng vậy. À vậy à? Bố cho bắt được đĩa. Ừ. Vâng. Cứ là không ngủ ở vườn ấy. Nó vào trong nhà. Không, ở ngay ngoài vườn, đi nhẹ thôi. Là nó nằm ngay cửa hàng ấy, ừ. Lấy cái que sấn dựa hoặc là cái dao sấn xuống ngăn nó lại. Và ngăn lại phát là bắt được, cũng được. Đúng rồi, nó mưa xong nó ướt đất nó lên lên nó kêu ấy. Ừ, nó kêu. Đúng cái vườn nhà bác thì không có. Không có. Ngoài này lọn nó ngập đến đây nó. Nó ngập đến đây nó đi hết. Sao bác cháu mình đi bắt buộc. Đâu? Nó nhảy lên vài cái đấy. Con quạt khách lại về rồi. Con của chú như không, con khác vừa kêu cây xà cừ mà nó có con nữa mà. Ừ, con đấy chứ nhìn thấy mấy lần bên hai con cũng... nữa ấy, hai con bệnh nó hai đi. Con nữa nó về đây không, con kia nó hót nó về. Thế giờ bệnh nó kiểu gì? Đấy, nói là phải có con chim con chim mồi. Ừ, chim con ấy, chim một cái khuyên hai là con chả mảng nó bắt ra rốt mà bắt đầy như lúc trong nó bắt cho nó phí như nó không đánh đâu chú bỏ ấy. Trong ấy chú bỏ trong cái lồng bẫy của chú ấy, bỏ bên trong ấy. Ừ. Quạt khép được kìa. Chết ngay. Đánh được luôn. Đây. Con trà màu lại bay về. Đấy, đúng là đất lành chim đậu cháu Huy ạ. Con gì kiểu đấy? Quạt khách. Con gì kiểu đấy? Trà màu. Nó đây. Trà màu kìa. Ê, có quạt khách kìa kìa. Đây. Đậu trên cây kìa kìa. Đây. Nó đây. Hay con bẻo chứ? Không, có quạt khách nữa. Đấy. Quạt khách hay con bẻo? Đấy, con bách thanh. Con bách thanh. Nhiều phết rồi đấy. Đất lành chim đậu. Đến mùa bẻo ở đây. Đúng đậu đúng vào bẫy. Đậu vào bẫy của bác là. Giờ mày về ăn mấy ngày ngắm quả mày béo mày lại ra đi. Béo của bác không ạ? Công cốc. Ừ. Uống đi cháu. Chú lưu nhận là mình lâu không cấy mùa đúng không? Ừ. Thì béo béo, cho béo không về. Chỗ nào mà cấy mùa lại béo đặc. Chỗ Luân đấy. Hôm nào xuống chỗ Luân. Ừ. Xem. Chỗ Luân là tí điện hỏi Luân xem có ấy không. Có là vác nhựa vạc xuống đánh luôn. Ừ, mang nhựa xuống cắm. Ngày mình ngày xưa đi, ngày xưa họ chưa cầm súng. Bắn nó dễ mà, ấy nó dễ mà, đánh nó dễ mà. Bó mình bó mấy cái rơm rơm vào xong rồi lấy cái que cắm lên. Cắm lên đấy phát cắm mấy chừa nhựa vào xào mà chết luôn. Trước chưa cầm súng cồn như cháu có khẩu, bắn suốt ngày. Thôi đừng ngày bắn được mấy con. Đừng nghịch những cái trò này. Bây giờ cấm rồi, tiền đâu mà nộp phạt. Ngang kích. Không, nó cái đấy nó không nặng như kích đâu. Không nên dùng. Súng tự chế đấy. Nặng hơn kích. Ừ. Hôm nào đi đánh bẻo một. Ngon, ở mấy nữa nó gặt nó đầy mà. Nhưng mà bẻo thì không biết nó có nhiều không. Nhiều. Đã đến cần mùa đấy, đấy thì đấy là đặc sệt, đen xì. Có mà đầy bẻo, nhiều lắm. Đỉ ngon lắm các bạn ơi. Trông những miếng thịt bắp, những cơ bắp của nó như võ sĩ như này. Ăn mới sướng đời. Thế gì? Bạn uống đi. Uống ít thôi bạn. Uống ít thì 8 chén mới đủ. Tí nữa thôi nha. Ít thì 18 chén mới đủ. Vậy mới được 4 chén thôi. Ừ. 4 hay mấy rồi chú? 6 chén rồi. Không, nhưng mà cháu hai cốc này 6 chén rồi. Không phải quảng cáo đâu, nhưng mà cháu dùng cam mèo đen này thì tác dụng thật. Trước cháu làm nặng này. Không, tuyệt vời. Mỏi thắt lưng cực luôn, bây giờ nó hết rồi. Ông Nhẫn đấy nhờ. Ông Nhẫn sao bảo ấy, chú Thông ơi. Từ ngày bác uống ở đây là
cái bệnh hút lỡ giúp. Nói chung là chịu được, nói chung là chịu được, khả năng là ấy đi nhờ. Ông bảo không biết là tại ăn kiêng hay là tại uống cái rượu này. Thế sao ông ngồi luôn bảo đúng ở rượu, uống ở rượu. Và ông ấy mua phát ra lạng liền. Cái tặng. Ừ, ông lấy ba lạng liền, ông uống chắc chưa hết. Nhưng ngày nào ông đi tập thể dục cứ vào qua bác là bác cho một cốc này. Với một cốc này mới đủ. Uống này cháu. Vâng. Bác Thông ngày hôm nay cháu mua một cái đèn sáng lắm đang gửi đến. Trời ơi, đèn mày làm mà tỉ cái mấy cái đèn mà làm gì phải mua ở về nhà nó, có nhiều đèn nhất làng ý. Nhiều đèn bây giờ mà xếp ra có thằng đá vào cái ngã dập mặt ý. Nguyên đá vào đèn nhà mày ý. Nhưng mà cái đèn mình chế thì không nói gì, đây cháu mua thử cái đèn xem pin của châu sáng lắm. Không có đèn nào sáng mà đèn của cháu chế đâu. Nó sáng nhất quả đất Việt Nam. Sáng nhất quả đất Việt Nam. Xoay một phát 36 tia hào quang nó quét một phát có thằng đất khịa mắt. Trời. Mà cân bảo không sáng thì cứ lấy cái gì sáng vậy. Thôi tôi cứ cháu nhận được là cháu dẫn bác đi soi bắt cái gì đấy thử cái đèn luôn. Xem nó giống quảng cáo không? Giống quảng cáo không? Quảng cáo cái đèn của bác đây. Nó mà quảng cáo nó phép đi. Mua mất 350 đây vài cái đèn vài triệu đừng chưa đừng tiếng nó hổ hết điện. Nhưng mà tối nay thử xem. Trời ơi. Thử nay thì đi soi cho bác đi vớt lở. Chú vẫn đánh lở gì? Ờ vẫn thả lở cái mương đi cả. Thế mọi tối có đi thăm không? Có à, không, mọi tối không đi thăm. Nó tối bác không đi. Tối đi gặp ma đấy. Ma đây, hôm kia đây, vậy bác cho ốm à? Hôm kia hả? Hôm kia không thấy ốm à, bác không thấy bác ốm à? Đúng rồi. Tôi không dám nói với ai. Tôi kể chuyện mỗi chị Loan, tôi bảo. Đầu tiên là như này. Mình bảo chị nằm thì không ngủ được. Lúc đấy nó tầm khoảng 1 giờ đêm. Nằm thì không ngủ được. Thế bắt đầu là tay cầm con dao. Thế đầu đi. Là cũng không đi ủng, đi chân đất thôi. Ra đến cửa, ra đến cổng rồi. Xong nghĩ lại là Quỳnh Anh nó bảo là ở dưới quê người rắn cắn đấy. Thì bác xem có chữa được không? Tôi bảo không, cái này thì bác rắn đấy thì bác không chữa được. Thì bảo các bạn đi viện đi. Vậy thì bác quay về bác lấy cái ủng. Quay về bác đi cái ủng vào. Xong là bác đi ra bác thăm lờ. Lúc ấy là khoảng tầm hơn 1 giờ đêm ấy. Giờ chú đánh ở đâu? Đánh ở cái mương ngang này, ngay đồng quan đây này. Thế đâu là tôi mới đi xuống chỗ cổng chào đấy, chỗ mấy đứa nó chết đấy. Mấy đứa trẻ con nó chết đấy. Nó bị tai nạn nó chết đấy, chỗ đấy chết 4 mạng người đấy. Từ ngày làm chỗ đấy đến nay là Cái đoạn đấy nói chung là cái đoạn đấy được khoảng tầm 50 mét. Mà cái đoạn đấy thì có mỗi đứa nó chết chỗ ấy. Nhưng tổng lại là nó khoảng 50 mét chiều dài. Là chết 4-5 đứa liền ấy. Thế là lâu lắm tao không có đi đêm đâu. Mà tao không nghĩ gì đến ma mãnh đâu. Vì bác là bác không sợ, không nghĩ gì đâu. Ta mới đi đến chỗ gần cái cống đấy. Gần thôi, cách được khoảng hơn chục mét thôi. Mình bảo không biết cái gì trắng trắng hay là thằng nào nó đánh rơi cái bỉ gì sao ấy. Thế là tôi đường. Không, nó ở không phải giữa đường, ở mé đường nhưng mà ở gần cái thành cống ấy. Hay là cái quân nó làm mương nó để quên cái gì. Nhưng mà đến đây không phải. Tôi chớp mắt mà tôi chả thấy nó đâu nữa, chả thấy cái bì cái giấc gì nữa. Mà rõ ràng là tôi đi phải đến hơn một chục mét, tôi cứ nhìn với cái bì đấy. Nhìn chăm chăm vào nó luôn. Nhìn chăm chăm vào nó, tôi lúc tôi đi cách được khoảng 4-5 mét là tôi đếch thấy nó đâu nữa. Bác Thùng gặp ma nhiều. Ồ không, tôi không thấy nó đâu nữa nhá. Không thấy đâu nữa, xong bắt đầu tôi bảo. Hay là mình lóa mắt. Lóa mắt gì hơn chục mét, chớp mắt liên tục vẫn cứ nhìn thẳng vào nó. Mà tưởng thằng đánh rơi cái bì gì ấy. Mà đêm nó khuya rồi. Mà không có một bóng người nào cả, nói chung là nó thanh lịch, nó không có một người nào mà không có gì cả, chỉ có cơn mưa thôi. Vậy bắt đầu tôi mới quay lên, tôi lộn ra tôi quay lên, tôi đi khỏi đến độ khoảng 5 mét tôi quay lộn lại. Quay lại. Ừ, tôi quay lại tôi bảo thôi, để mà đi về. Thì tôi đi một đường một đoạn, không thấy gì, tôi đi một đoạn thì thấy có một thằng trẻ con nhăn nhắt thôi, bé thôi, độ khoảng nó cũng bé được khoảng 7-8 tuổi. Bằng thực trúc thành triệu. Bằng thực trúc thì tao ấy. Nó cao được khoảng tầm 1 mét đi. Chưa được mét đâu. Nó đi. Nó mặc cái áo trắng. Thế bắt đầu là tao mới hỏi. Mày đi đâu mà đêm này chúng mày đi đâu vậy? Không thấy nói sao. Vậy mà đi. Nó cứ vậy đi. Không thấy nói sao, tao đi nhanh thì nó cũng đi nhanh. Mà tao đứng lại thì nó cũng đứng lại. Mà nó cách tao khoảng 5 mét thôi, từ đây cái gảnh viên gảnh bi kìa. Không phải xa đâu. Vậy đến chỗ cái gốc cây xì cái là thấy mất tích. Không thấy đâu cả. Không thấy đâu cả. Thế bắt đầu tôi bảo thôi chết rồi. Thằng nào nó đi đâu mẹ rồi. Thôi ma, tôi bảo
Hữu mẹ tiên nhân bố con này. Mày trêu cả ông à? Trêu cả ông à? Vậy mà phát là tớ không thấy đâu cả. Đi qua phát là tớ bước sang cái dòng mương để tớ ấy lờ đấy. Nước có té. Cú vậy nước có té lạnh hết cả người tao. Té lạnh hết cả người tao. Xong nó đứng ngay mẹ bờ bên kia kìa. Nó cười thành khạch à. Thế sao cho đi mãi chả gặp nhỉ? Mày hôm nào mới đi, hôm nào mà dở dời mới cứ đi qua ở cái cống thôn Yên Thịnh mình. Đấy, địa bàn Yên Thịnh mình, cái chỗ cổng chào đấy. Tất cả 5 mạng người chết, từ người lớn trở con 5 mạng. Người lớn ấy không phải già đâu, toàn như tầm tuổi cháu ấy. Toàn cháu, 30 đi... tuổi, hơn 30 tuổi thôi. Trở lại rồi. Đến 14, 15 tuổi ấy. Giờ giờ mới đi qua mãi mà may không gặp. Yeah, nhiều người á, đi đến toàn lão mương ấy nhỉ. Đúng rồi. Yeah, bao nhiêu người kể vào, đi đến cái tự nhiên á. Hai bàn tay nó bịt lên mắt về phát người lạnh toát. Ừ. Là lao sầm xuống mương ngã luôn. Tư đấy thì nhiều người lao xuống mương người. Nguyên lao xuống mương cứ đi một mình ý. Lần này Nguyên lao xuống mương mà chỗ đấy nó rộng hàng xào ruộng ý. Lần này nhân tiện họ đang làm mương nó bác Quông trưởng thôn xin làm rộng cái chỗ đấy. Đấy làm rộng chỗ đấy đấy. Bác Quông bảo tôi làm rộng thêm 6 mét nữa. Tôi bảo như ôi rộng quá bác ơi, bảo rộng và cua trên thoải mái. Không có lại đổ lỗi ra là ấy đúng không? Vậy mà nhiều thằng vẫn lai. Cứ đến đấy phát thì yên mắt tối rầm. Nó bị thò tay xe thì ngoằn ngoèo phát đang bị rồi ấy. Xe ngoằn ngoèo phát nó lao thẳng luôn, hai tay nó bịt lên mắt mềm phát nó... người lạnh toát, có vậy là chả biết đi vào đâu nữa, nó xuống mương nhưng mà không chết người. May cái đấy ôi ban ngày không được gì đúng không, ban ngày thì bao nhiêu người biết đây cứ chạy ra đây. Sao lại vậy mày, ông trực cái như đây đây không say rượu nhá, không uống rượu nhá, đi lên phát làm cái bụng phát cả làng ra vớt khênh xe máy lên. Ê, tức cười. Vậy thu không phải đấy, nó cũng không có rượu đâu. Còn ai cho chồng bò vậy nhỉ, mạnh à. Bảo tự nhiên đến đấy phát là nó bịt mắt người lạnh toát, tự nhiên thấy mỗi hai bàn tay bác ấy, thấy mỗi hai bàn tay vẩy phát tối đen lại luôn, tối đen lạnh toát người luôn, lạnh toát mặt luôn ý. Nhưng mà hình như lao xuống đấy luôn ý. Chỗ đấy có gì thật anh chủ, nhớ cái đợt thật đi như mình kể rồi, anh không chắc phép không biết cái chuyện này. Đặt bác Thông với bà Hạnh bác cái kích xuống đấy phát. Đây. Vừa quay xuống vắt, quay lên mắt tối sầm phát, anh trưởng công an xã đứng trên bờ hoàng cái kia đây bắt luôn, lập biên bản luôn mà bắt luôn đấy. Hôm đấy là hôm đấy anh đi qua mà cũng không thấy gì luôn, đấy xe máy qua mà chú Thông với cô Hạnh đang đi ra đến đoạn đấy, vừa mới chọc chuồng cái vừa mới chọc chuồng chưa được con cá nào đâu, mắt tối sầm lại đấy là ma đấy, ma sống đấy. Ma sống đấy, quay lên một phát đã đi lập biên bản. Chiều về đã nghe tin đã lên đồn rồi. Từ đấy trở đi là mà bác đang ốm ấy, bác ốm ấy, ban còn lạ đói ở sân, ban còn nó cứ lò khò ở sân, tự nhiên một con nằm vật ra, hai chân nó cứ đạp đạp vậy như kiểu thiên nga giấy chết, nó chào chủ, trong một tiếng cái con kia lại nhảy tưng tưng như lại nằm vật ra, mà thôi còn một con này đi cứu, và kích mới được đúng một con cá vạn long đi chơi giáp được 5 mét không ấy, mà là bị cơ ông ấy bắt, mắt tôi sầm luôn, bị cơ ông ấy bắt. Rõ ràng bảo chứ vừa đi qua đấy xong tao lên cái mụn này, cái mụn to đúng bắt con ở đây, bắt chuối buồn cười. Từ ngày đấy thôi ấy, từ ngày đấy anh nào mà vác kích ra là tao chửi chết, nào mà vác kích ra giờ tao điện cho công an ngay. Nhưng mà đéo có số điện. Không biết số điện của bọn công an số nào mình không biết. Nhưng mà tôi nên cấm kích để cho các động vật sinh sôi lên, nếu mà cá nó kích, to nhiều giờ không có cá đồng không bắt. Nhưng mà thực ra mà nói là người ta thiếu thốn nên đi làm ăn, nên đi kiếm cần cá điện bắt họ nó quá không cấm bắt cá nhưng cấm kích mà. Thật không cấm bắt cá mà đúng rồi, có thể tát sạch đi rồi bắt chưa không ai nói gì. Vậy nên mà cấm kích vậy nên nọ cháu Huy toàn như dạng con trạch to như này à? Đúng rồi. Lần này bắt đầu thấy xuất hiện trạch trở lại đầy cá trạch, nhưng mà ít... không sấn được bởi vì bùn nó không như bùn ngày xưa rồi, bây giờ họ đổ đường toàn đá với lại số lượng nó cũng ít. Nó không nhiều, nếu mà nhiều là vượt bừa đường có ăn đấy là thôi cháu cũng vậy thôi, cháu thôi cháu vậy bác mới bảo là cháu bảo thôi bác bác bảo mấy ông công an lên thì bác bảo thôi dù sao nữa là Trần Thông vẫn cảm ơn tất cả những người đã bắt được tôi. Hoan hô các anh. Là từ đấy tôi rũ bỏ tình yêu đấy. Có nghĩa là không bao giờ được kích cá nữa, giờ tôi nhìn thấy thằng nào kích là ghẹp lắm. Nhưng mà người ta đói khổ đi kiếm ăn. Nói vậy thì nói thôi, nhưng mà thực ra mà nói là đúng là đang tàn phá, kích là đúng tàn phá thật. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra mà nói nó cũng đói khổ quá, ăn đói ăn bụng túng làm liều mà. Vậy, vậy tha anh ta một lần, đây chả tha phạt ác quá. Mất kích luôn đi. Mất bắt cả kích phạt
quá thật. Ra trả kích cho ông mang về có khi còn phạt được lần nữa. Chú bị mấy triệu? Hả? Mày bị mấy triệu? Bị 3 triệu 1. Mà ta đang ốm nhà, ta không còn cái gì để ăn. Con mày cháu nhẹ lắm rồi. Ăn đi. Mức nhẹ nhất. Mới kích được ngon con. Chưa kích cho con nào ấy. Sao bảo được con vạn long? Được một cái cá vạn long bằng cái đốt ngón tay út thế này. Thôi uống đi ba. Còn video ngày hôm nay là mấy bác cháu mình xin phép dừng đây luôn mọi người. Thì video hơi ngắn thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Nhớ đăng ký kênh của bác cháu mình nha. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Trần Thông xin chào tất cả các bạn bè trên thế giới và nước Việt Nam nhá. Video đoán tiếp video của ngày mai của bốn thầy trò Đường Tăng. Video mà không săn bắt chỉ mua sẵn về ăn thì nó ngắn lắm. Đúng nhưng rồi. Mà nó thật. Nó thật. Thực ra mà nói là cũng hết tài rồi. Hết tài rồi. Đi bắt được, đi bắt thì các bạn bảo là này ngược đãi động vật hoang dã. Còn không đi bắt mua về thì chả biết các bạn bảo làm sao. thôi uống rượu nói chuyện cho vui. Vâng. Để gặp bạn bè đây đó cho nó sung sướng cuộc đời. Trần Thông thì thích tiếng cười trên thiên hạ. Thật sự ít cá đi bắt rồi đi, bây giờ đơn giản như bắt chuột còn chả bắt được nữa. Bắt chuột nó phạt đi. Cảm ơn. Khuyến khích. Hôm nào thì dẫn bác đi đánh bìm bìm. Ngược đãi động vật hoang dã. Chú thích bìm bìm không? Chú thích bìm bìm không? Thích. Bác nấu ăn ngon, nấu cháo ăn ngon. Nào làm bữa nhé. Nấu đủ ăn còn ngon. Mà bắt con non gửi con già nó nhiều. Không bắt cả con già con non. Cái chỗ hôm anh em mình vào em thấy toàn loại bánh tè. Đúng rồi. Được rồi. Có mua bẫy không? Cháu mua mấy cái lục như này úp này. Sập. Đấy sập ấy. Thôi. Mình cứ đánh theo kiểu hoang dã thôi. Hoang dã là đánh kiểu nào? Đấy. Thủ công nhá. Ừ cứ đánh như hôm nọ ai được kìa. Đánh kiểu vậy năng suất không cao, ừ, không cao lắm. Mình không phải là tận diệt mà mình bắt được con nào ăn con đấy mà 2-3 ngày bắt được con được nhưng mà nó vui ý mẹ. Thế cũng được. Kiếm nào đi một chuyến nha. Đi một chuyến vậy hôm đấy phải làm nhiều lên. Chứ còn trong nếu mà bắt mà phát nhiều luôn thì nó hết mẹ thì không vui. Vâng. Thì không cần thiết. Kể ra kia mua xương trâu xương bò xếp một đĩa về ăn thịt. Ngon hơn các bạn không bảo người đãi động vật. À, mời các bạn ăn cho nó vui, nó ngon. Chẳng hạn như hôm nay ông Thứ không đến thì bác uống cái 7-8 chén này thay ông ấy. Đấy. À có nghĩa là uống hộ. Ê, bác lại nuốt thêm nửa cốc nữa đi. Thôi. Vậy thôi khổ. Chiều nay mưa gió về đây. Không chiều không mưa. Chiều không mưa đang nắng đang hành rồi. Đang nắng thì thằng này uống thêm ít nữa. Rồi được rồi. Để chiều ông đánh chim cho nó mượt. Tạm biệt mọi người nhá. Tạm biệt mọi người nhá. Trần Thông xin chào mọi người và các bạn nhá.